Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ bỏ SPSS. Đây là câu hỏi của nhiều bạn khi muốn nâng cấp lên các phiên bản SPSS mới hơn. Hãy xem hết video này để có thể dễ dàng gỡ bỏ được SPSS và tất nhiên là bạn cũng có thể sử dụng cách này để gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào nếu muốn. Trước khi vào bài học, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để tiếp tục nhận được các video thú vị tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành. Ở cái máy tính này của tôi là tôi đang sử dụng là Win 10 và nếu mà bạn đang dùng Win 10 thì bạn cũng sẽ có thể thao tác tương tự giống như tôi. Còn nếu mà bạn dùng các cái phiên bản Win khác thì cũng có thể tham khảo bởi vì cái nguyên tắc nó cũng giống hệt như nhau thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm và như bạn thấy nếu tôi click vào trong cái ô tìm kiếm ở phía dưới thì bạn sẽ thấy ở đây tôi đang có cái phần mềm SPSS phiên bản 25 thì tất nhiên bạn có thể có các phiên bản cũ hơn hoặc là phiên bản nào đó và bây giờ chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta sẽ làm như sau bây giờ chúng ta sẽ click vào cái ô tìm kiếm này nhé và chúng ta sẽ đánh cái chữ là control control panel cho tôi nhé panel Đấy. Đấy. thì nó sẽ hiện lên đúng cái chữ như thế này và bạn cũng có thể nhìn thấy cái chữ mà tôi đặt ở trên màn hình nhé. Bạn search cái từ khóa như vậy. Và sau đó bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ Control Panel nó hiện lên ở đây. Và bạn sẽ click vào đó. Click vào đây một cái nhé. Đấy. Thì lúc này nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái ô như thế này. Và khi nó hiện ra một cái ô như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái chữ Program. Đấy, chỗ này nó có chữ Uninstall a Program. Đấy, thì chúng ta sẽ click vào đây. Thì đây chính là cái nơi mà nó sẽ quản lý toàn bộ các cái chương trình hay là các cái phần mềm đang chạy ở trên máy tính của chúng ta. Và chúng ta kích vào đây để chúng ta đến cái phần để chúng ta có thể xóa nó đi. Đấy, thì khi chúng ta click vào đây thì đây là toàn bộ các cái phần mềm mà hiện nay nó đang cài đặt ở trên máy tính của tôi. Đấy, nó có rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và chúng ta nhìn thấy ở đây nó có chữ là gì? IBM FPSS 25. Đấy, thì tùy bạn nhé. Trong trường hợp mà bạn có các cái phiên bản 22 23 chẳng hạn ví dụ như vậy mà bạn muốn xóa đi thì bạn cũng phải tìm đến cái phiên bản mà chúng ta muốn xóa đi. Đấy. Thì đồng thời trong trường hợp này như tôi đã nói rồi đấy thì ở đây nếu giả sử như là chúng ta muốn xóa bất kỳ cái phần mềm nào khác thì chúng ta cũng có thể lựa chọn vào, giả sử như ở đây tôi có cái phần mềm R Studio chẳng hạn tôi muốn xóa chẳng hạn thì tôi cũng sẽ chọn vào đây. Đấy. Để chọn vào sau đó thì chúng ta sẽ thao tác và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để xóa SPSS này, cái phiên bản này này. Và bạn sẽ có thể áp dụng cái phương pháp này để xóa bất kỳ phần mềm nào khác. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây nhé. Chọn vào đây một cái này. Sau đó khi chúng ta chọn vào nó xanh lên, nó hiện màu xanh lên. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía trên này này. Nó sẽ có một số các lựa chọn. Đấy. Nó có lựa chọn là Uninstall này. Đây chính là cái để chúng ta xóa đi nhé. Ngoài ra nó có có cái là thay đổi hoặc là prepare tức là sửa chữa các thứ thì chúng ta không cần quan tâm. Và ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc là chúng ta xóa nó đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào đây này. Sau đó chúng ta kích vào uninstall nhé. Đấy. Và nó sẽ hỏi là bạn có phải là bạn muốn xóa cái này đi hay không, đúng không? Thì mình sẽ kích là yết thôi, kích yết cái này. Đấy, Thì lúc này hệ thống nó sẽ chạy và nó sẽ remove, tức là nó sẽ xóa cái phần mềm của chúng ta đi. Đấy, để xem cho nó chạy bao nhiêu lâu nhé. rồi và nó sẽ tiếp tục nó hỏi và nó hỏi là chúng ta có thực sự muốn xóa hay không đúng không đấy chúng ta sẽ kích yes này và lúc này nó sẽ chạy đấy nó nó sẽ chạy và nó sẽ xóa cái phần mềm của chúng ta như bạn thấy thì cái quy trình xóa nó cũng rất là nhanh thôi nó diễn ra tương đối là nhanh đấy nó đang xóa nó đang gỡ dần các cái cấu phần của nó ra và sau đó thì nó sẽ gỡ hoàn toàn cái phần mềm ra khỏi cái hệ thống của chúng ta gỡ hoàn toàn ra khỏi cái máy tính của chúng ta. Đấy như vậy là bạn đã thấy là sau khi chúng ta thực hiện thao tác như vậy là cái phần mềm của chúng ta nó đã hoàn toàn biến mất khỏi cái hệ thống của chúng ta. Đấy nó đã xóa rồi. Thế tuy nhiên là để cho nó chắc chắn nhé. Để cho nó chắc chắn thì bạn sẽ cần phải khởi động lại máy. Và sau đó thì khởi động xong lại máy rồi thì bạn muốn cài đặt các cái phần mềm FPSS mới thì bạn lại tiếp tục cài lên thì tôi đã có cái video hướng dẫn về cái cài đặt SPSS rồi thì chúng ta có thể tham khảo cái video đó ở trong kênh YouTube của tôi để có thể tiếp tục cài đặt đúng không? hoặc là đây là cái cách mà chúng ta có thể áp dụng với bất kỳ phần mềm nào khác chúng ta xóa xong nhưng mà sau khi xóa xong thì nhớ khởi động lại máy đúng không? chúng ta vào cái phần đây này đúng không? chúng ta kích vào power sau đó chúng ta sẽ restart lại máy này đấy, sau khi restart xong thì chúng ta mở ra và chúng ta lại tiếp tục uh, cài đặt thì lúc đấy thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng, đỡ bị có các cái file mà nó gây ra xung đột khiến cho máy tính của chúng ta bị lỗi. Rồi cho đến đây hy vọng bạn đã hiểu cách để chúng ta có thể gỡ bỏ hoàn toàn cái phần mềm SPSS cũng như là bất kỳ phần mềm nào ở trên cái máy tính của chúng ta. Tôi sẽ dừng video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và nhớ đăng ký kênh của tôi để tiếp tục nhận được các video khác. Bạn cũng có thể kết nối trực tiếp với tôi qua Zalo theo số điện thoại mà tôi để ở trên đây. Nếu có câu hỏi hoặc là yêu cầu gì thì bạn nhớ để lại trong phần comment ở phía dưới. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.